em xin mến chào cô chú chị em. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 5, em có lên được một số những mặt hàng phôi mai, hy vọng sẽ được cô chú chị em ủng hộ em clip này. Em gửi đến lời cảm ơn cô chú chị đã ủng hộ em trong những clip livestream vừa qua nha. Thì tại vì cái thời gian ngày hôm nay thì buổi tối đến em có nhặt mai về, bây giờ em không có livestream được, thì em sẽ quay một cái đoạn clip lên Zalo với cô chú chị những cái mặt hàng phôi mai quái. Đầu tiên em xin giới thiệu với cô chú chị em, đây là một cái phôi mai. Cây này nó là những cái mai phôi hiện tại mới lên chậu đây xong, nó lên được hết trơn rồi, nhưng có cái mới sạc phôi lại để ra những cái hình hài chân dài. Trước giờ thì có cây này chắc có lẽ là chân dài nhất em sưu tầm đây cô chú. Nhìn ở ngoài sát cái mai rất là lớn ha, sát cái mai rất là lớn, chân dài. Cây này thì em không có bao bông được cô chú, tại vì này em mua về sưu tầm về thì mà em không biết mặt bông, bởi vì em không có nói cho cô chú chị biết cái lô mai này nó bông, cây mai này bông đẹp hay là như thế nào nhé. Rồi bước tới đo thông số cây này thì em sẽ đo bằng eo và chân dài và tổng chiều cao của nó nha cô chú. Em đo vị trí bằng eo, bằng eo nó ở đây, hiện tại của nó chỗ này là được 44. Em tính từ mặt chậu xuống nữa nó còn khoảng một tấc nữa nha chú. Cô chú em mới phủ sơ dừa vô nè, chân dài từ chỗ này đi chúng tới dưới này, hiện tại giờ 60, nó tầm 70 nha. Tổng cái chiều cao của nó cái mặt chậu là nó được 1m28 nha cô chú. Cái này đang nằm chậu là 80 lọt lòng. Rồi quay gần lại đi chồng, quay gần lại đi. Đây cô chú chị nhìn thấy những cái cây mai này rễ cũng rễ diêm, thì cái thế này thì mình cũng biết rồi, nó là một cái cây mai mà tự nhiên rồi chủ vườn họ khai thác đế xuống từ từ thì nó mới được cái dàn chân như vậy, chứ hiếm lắm nó mới có được những cái cây mai chân dài vậy nữa cô chú. Đây nó có một cái mặt cắt ngày xưa đây, em không dám xử lý nha cô chú, nhưng cái này vẫn bao cái mạnh nó liền. Đây là quay gần liền để hết nha cô chú, liền để hết, nó sâu xuống khoảng chừng 5 phân nha cô chú. Ngày mai em sẽ vá lỗ này, thì tính em trước giờ bán cây thì có những cái lỗ này em vẫn để nguyên luôn nha, tới lúc cô chú anh chị đồng ý mua rồi thì em sẽ vá, nói chung là mình làm thẩm mỹ lại cho cô chú anh chị. Nó chỗ này nó nói chung cây mai này rằng để đế của nó rất là dữ nha. Cái này thì em vẫn bỏ chậu lên cho cô chú anh chị luôn. Đó, chân dài, mai vàng chân dài. Nhà cô chú chị nhìn thấy em đứng kế bên đó đây, là từ cái chỗ lưng của em lên tới trên này, nó tầm khoảng chừng 7 tấc nghe cô chú, 7 tấc. Cốt cành thì nói chung cây mai này tương đối gọi là cốt cành đẹp, nhưng mà ưu tiên về cô chú chị có thể ghép vô ra, ghép vô mình mới biết được cái mặt bông mình nó đẹp. Chứ đôi khi mình để gì gì nè, em bao cô chú chị bông đẹp mà về nhà nở ra 5 cánh thì cũng tội nghiệp cho em lắm nha. Rồi, cái này là cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay, một cây mai chân dài, hàng rất là đáng để sưu tầm. Em xin mở phép cho lô giá của chú chị em là 24.500, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại của em là 0912256200, giờ bước lên cây số 2. Dạ rồi, cây này là cây số 2 của ngày hôm nay. Thì em bắt đầu trong thời gian này, kể từ ngày hôm qua đó, em có nhập được những mặt hàng phôi mai, gọi là hàng để bàn. Em lên đây giao lưu với cô chú chị em, chẳng hạn như cây này, đó là một cái cây mai thân quái, nó có một cái cành có thể trồng hơi đổ lái lái về được, cái dạng như là một cây dáng huyền nghe cô chú. Em trừ một cái cành đây nè, cô chú chị về nhà nuôi đổ được nha. Nó cây nhìn ở ngoài rất là quái, ưu tiên nhất nói về cái đặc điểm của lô mai này, cốt cành bự, đế đẹp. Nó là đây, cộng thước dây này mắc hết một phân mới đau đây nè trời, trừ hao một phân quanh. Em đo chỗ này là được 18 nha cô chú, còn cái cũ em để lòng bàn tay vô, tại hàng mini thì em sẽ không đo cũ, em để lòng bàn tay vô vậy nè, tương đối gọi là bự nghe cô chú. Đường kính bầu đang làm của nó là được 34, chiều cao nếu mà tính từ chỗ này xuống tới mực mặt bầu thì nó được 24-25. Đó, cái này về nhà cô chú chị vô chậu 30 nha, một mặt hàng nhỏ gọn thôi nhưng mà nó rất là đáng để sưu tầm, bông cực kỳ đẹp. Em sẽ ghép cái hình mặt bông lên đây cho cô chú chị cùng xem. Đó, mặt bông sáng mới bứng luôn đó. Đó, tại vì ngày hôm qua về mấy trăm cây, ngày hôm nay về mới nữa thì sáng có thấy hình mặt bông. Rồi, cái này là cái số 2, em xin mượn phép giao lưu giá cô chú anh chị em là 1.600.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay, nó là một mặt hàng mini, hàng để bàn. Những cái gọng cây nè, nó sẽ không theo một cái nguyên tắc nào đó, không có cây nào giống cây nào nghe cô chú. Đặc điểm của nó là chỉ có những cái cốt cành nó tương đối gọi là bự đi, nhưng mà nó không có được cốt cành chuẩn như mình mong muốn, nhưng đầu đế của nó nè, hàng mini, hàng để bàn mà cô chú chị được sưu tầm được những mặt hàng này rất là đẹp nha cô chú, rất là đẹp luôn. Em đo vị trí hoành eo, hoành eo nhỏ nhất em đo chỗ này của nó là được 16 nha cô chú. Chiều cao hiện tại cái này em đo của nó là được 30, đường kính bầu em đang làm của nó là được 31 đó. Nồi đế thì nó gọi là đế cũ, giống như là ngày xưa người ta trồng từ những cây mai con quấn rễ để gì quấn rễ gì ra đó, hiện tại bây giờ nó đã được như vậy rồi. Thì những mặt hàng này
Bông thì em đã nói của chú anh chị cực kỳ đẹp luôn, về nhà của chú anh chị có thể lên chậu 2 tấc rưỡi 3 tấc, rất là đáng để sưu tầm. Cây số 3 em xin mượn phép giao lưu giá cô chú anh chị em là 1.550.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ em bước lên cây số 4 à. Dạ rồi, cây này là cây số 4 của ngày hôm nay nghe cô chú. Cái lô mai này thì nó sẽ có những cái cây mai đẹp và cũng có những cái cây mai tầm trung và cũng có những cái cây mai gọi là đẹp. Nó là đây, đây, nó nhỏ gọn nhưng mà em vẫn chưa có cái gọng này nè. Về nhà của chú anh chị cũng có tận dụng lại, nuôi theo những cái ý kiến của mình mà mình thích nghe cô chú. Tại vì cây cảnh mà nghệ thuật thì nó sẽ không có một cái giới hạn nào đó. Đối với em thì đẹp, đối với mọi người thì không đẹp, nó lại vậy nữa, nó lại khác nhau nghe cô chú, khác nhau. Tại vì mỗi người một cách nhìn nhận về cây. Hoành nó chỉ có 10-15 thôi nghe cô chú. Chiều cao hiện tại em đo của nó là được 30, đường kính bầu em đang làm của nó là được 29. Về nhà của chú chị vô chậu từ 30 trở về nó sẽ đẹp hơn nha. Tả về đế nó dạng như là một con thú có hai giò trước, tương đối gọi là được thôi, chứ không phải là một cây mai này gọi là VIP. Em cũng nói thì lô mai thì cũng có cây này cây kia, chẳng hạn như cây này em lên đây giao lưu với cô chú anh chị em là giá 1.000.000 em bao ship nha. Giờ bước lên cây số 5 à. Dạ rồi, bước tiếp ngày hôm nay cây này là cây số 5. Nó sẽ không theo một cái nguyên tắc nào đó, không có cây nào giống cây nào. Chẳng hạn như cây này, một cái dạng như là một cái con ốc sơn, em tán đầu đinh nữa nghe cô chú. Tại vì có những cây mai thì mình mà chấp nhận mình cắt để mình nuôi ra, nó sẽ có những cái thế đẹp hơn, chứ đôi khi mà nó ngỏng hẻo ngỏng hẻo thì nó sẽ không đẹp. Nhìn vô thì cô chú chị nhìn thấy cái nồi đế này rất là khéo ha. Mặt bên này cô chú chị về nhà trồng dựng lên nó như vậy thì nó sẽ có được mà dạng như là chân của ốc sên vậy đó, tròn quay thôi nè. Đó, tại vì cái bầu này em làm hơi siêu, về nhà cô chú chị dựng lại nha. Mặt bên này thì quá tuyệt vời rồi. Đó thì có những cái cây mai mà hoành nó không nói lên được tất cả, nhỏ nhỏ thôi, hoành nó chỉ có 16, em để lòng bàn tay em vô. Nói chung cây mai này nồi đế tương đối gọi là đẹp. Chiều cao em đo của nó là được 18, đường kính bầu em đang làm của nó là được 29. Vậy nhà của chúng chị lựa chọn những cái chậu từ 30 trở về thì sẽ lên chậu cây mai nó sẽ đẹp hơn nha. Chẳng hạn như cây mai này em giao lưu với giá cô chú anh chị em là 1.500.000, rất là đáng để sưu tầm. Giờ em bước lên cây số 6 à. Dạ rồi, cây này là cây số 6 của ngày hôm nay. Đó là một cái cây gọng, nếu mà nói về chính gốc cây này là gọng chữ C thì nó không phải gọng chữ C. Chẳng hạn như có những cái cây mai chật lên hơi lắc nhẹ thì nó sẽ gọi chữ C, còn cái này dạng là lai lai thú ấy cô chú, lai lai thú. Nói chung tương đối gọi là đẹp nha, tương đối gọi là đẹp. Tại vì những cái mặt hàng mini mà cô chú anh chị sưu tầm về vô chậu từ 2 tấc rưỡi lên tới 3 tấc mà giá tầm 2.000.000 quay đầu, đó là những cái cây mai rất là đẹp nha cô chú, rất là đẹp. Em đo vị trí hoành eo, hoành eo hiện tại em đang đo của nó là được 16.5 ly. Chiều cao hiện tại cây mai này của nó được 34, đường kính bầu em đang làm của nó là được 29-30 thì vẫn là vô chậu 30. Đó, cái gọng của nó rất là đẹp nha cô chú. Cốt cành thì nói chung là chỉ có được cái cành mọc thôi nè. Nhưng cây mai bonsai, cây cảnh bonsai, bất kỳ cây nào đó chỉ cần những cái cành mà cành dưới, cành 1, cành 2 có là đã đủ điểm rồi. Đó, đế, gọn gàng, đẹp, vô chậu 25-30. Cây số 6, em xin mượn phép giao lưu giá cô chú anh chị em là 1.600.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước lên cây số 7 à. Dạ rồi, cây này là cây số 7 của ngày hôm nay thì cô chú anh chị cũng biết, thường thường em sẽ lựa chọn những cái cây mai 1 và 7 và cây cuối cùng nó sẽ là những cái cây tiêu biểu nhất ở trên clip. Chẳng hạn như cây này, cái gọng của nó rất là đẹp. Em vận chuyển đó, nó có bị chóc da nhẹ ở đây, nói chung cũng không có sao nghe cô chú. Không sao, cốt cành đẹp. Đường thân rất là tuyệt vời, đế thì đế cũ, quá trời khéo nghe cô chú. Hoành em đo vị trí hoành eo. Lô mai này thì em vẫn phải ghép cái hình mặt bông lên đây cho cô chú anh chị cùng xem. Bông rất là đẹp cô chú, bông rất là đẹp. Hoành của nó chỉ được có 18 thôi nghe cô chú. Chiều cao hiện tại cái mai này của nó 27, đường kính bầu em đo của nó là được 37. Vậy nhà nếu cô chú chị vô cái chậu tròn, cây mai này sẽ không đẹp. Cô chú chị lựa chọn tệ nhất cũng phải là chậu vuông, đẹp nhất cũng phải gọi là chậu hột xoài, cây mai này nó sẽ đẹp hơn nha. Tả về cốt cành, lợp lợp giật gọt chủ lên trên, múa một cái cành xuống dưới này nè, một cái phong tàn nhỏ gọn. Thành phẩm cây mai này cao tầm 3 tấc rưỡi lên tới 4 tấc, cây này sẽ đẹp hơn nha. Hiện tại bây giờ đọt chủ của nó chỗ này là được chiều cao được khoảng chừng 26-27 thì cô chú anh chị nuôi sau lên được cái gọng khoảng chừng một tấc mấy của chú anh chị lợp mâm ra thì nói chung là đòi hỏi cái thời gian thôi nha. Rồi, cái này là cái số 7, em xin mượn phép cho lưu giá cô chú anh chị em là 2.000.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước lên cây số 8 à. Dạ rồi, cây này là cây số 8 của ngày hôm nay. Có những cái cây mai hàng lớn hàng nhỏ không có quan trọng, quan trọng nhất là thân thủ của nó như thế nào. Chẳng hạn như cây này nó nhỏ mà có vỏ, nó là đây nha cô chú. Nó có một cái gọng cây thì nói chung những cái lô mai này nếu mà cô chú chị có theo dõi bên Mai Vàng Miền Nam của em, cô chú chị cũng biết cái nguồn gốc của cái lô mai này thì từ những chú ở bên Đồng Tháp làm ra nghe cô chú. Tại vì nếu mà lớn nữa thì thật sự chắc em không có tiền mua, tại vì nhỏ vậy nè mình bán về sưu tầm
mình dễ mua và mình dễ bán cho khách hàng dễ mua nữa, tại giá nó nói chung là tương đối gọi là hợp lệ nha. Quanh eo em chỉ đo của nó là chỉ được có 19 thôi. Chiều cao hiện tại từ đọt chủ Everest xuống mực nước biển của nó là được 2 tấc 7. Cái đường kính bầu em đang làm của nó là được 3 tấc rưỡi nha cô chú. Cô chú chị về nhà lựa chọn một cái chậu hột xoài cho mai này lên và có một cái tác phẩm đẹp này. Cái cọng rễ này đúng ra là mình phải chặt luôn nè. Nếu mà đúng đẹp nữa nó sẽ gọn tới đây, nó sẽ đẹp hơn nha. Đây là cái mặt tiền. Nếu một cành ra đọt chủ bắt lên đây lợp theo nó, lợp theo nó. Cành này nè, nói chung em để gì thôi chứ thật sự cây mai này mình không có cần xài tới cái chỗ này nha cô chú, không cần xài tới chỗ này. Rồi cái này là cây số 8. Em xin mượn phép cho lưu giá cô chú anh chị em 1.800.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước lên cây số 9 nè. Dạ rồi, bước cho clip ngày hôm nay, cây này là cây số 9 của ngày hôm nay. Nó dạng như là một cái cây mai hình thú nha cô chú, nhưng mình cái cảm giác của mình nhìn vô là mình nói dạng như thú thôi chứ không phải. Nó là một cái cây mai dạng như dáng hơi bay bay nhẹ nhẹ. Dàn đế của nó cô chú chị nhìn thấy không, rất là khéo. Để em sẽ cầm lên cho cô chú chị xem, sợ đôi khi lên hình nó sẽ có vấn đề gọi là lớn nhỏ. Đây em cầm lên vậy nè, nhỏ thôi nghe cô chú, tầm giá 1.000.000 một cây chẳng hạn như cây này. Nó ngày em lâu lắm này em không có quay một cái đoạn clip lên trên, bởi vậy ngày hôm nay thì em quay clip nó hơi nhanh và cái lời nói em nói ra nó cũng hơi nhanh nha. Quanh eo của nó là được 17, chiều cao hiện tại cây mai này em đo của nó là được 22, cái đường kính bầu là được 25. Đó, một cây mai vô chậu 25 rất là đáng để sưu tầm. Đó, giá em đưa ra cây số 9 1.450.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước lên cây số 10 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 10 của ngày hôm nay. Vẫn câu nói cũ, trên một cái lô mai thì nó sẽ có những cái cây mai đầu đàn tầm trung và có những cái cây mai gọi là bị đẹp. Nó là đây, nói chung á bị đẹp nhưng mà hình hài và đế của nó, thân thủ của nó cũng gọi là tương đối gọi là đẹp rồi đó, chứ không phải là những cái mặt hàng mà mới lớn lên mà nó thẳng băng rồi em tán đầu đinh ra nuôi thì đó là em không có còn giao lưu nữa nên cô chú. Còn đây nó đã có thân thủ sẵn rồi đó. Cái thước này ngày mơ mình mua thước mới lòng rồi, tội nghiệp quá. Giờ chỉ còn có quanh ở được 17 nha cô chú. Chiều cao hiện tại bây giờ em đo của nó là được 30, đường kính bầu em đang làm của nó là được 37. Vô chậu hột xoài nó sẽ đẹp hơn khi mà mình vô cái cây mai này, tại vì nó có những cái vai đế bò ra, thì mình vô cái chậu tròn thì cái đọt chủ ngay tâm nó sẽ không đẹp. Chẳng hạn như cây này nó cũng gọi là na ná như cây tán đầu đinh đi. Đọt chủ nằm ở đây, quýt một cái cành ra đây, nó chỗ này mình lợp ra, chỗ này lợp ra, chỗ này chưa có cành, chỗ này chưa có cành nè. Một cành, hai cành, đọt chủ nằm đây múa cành ra, mình được có một cái cây mai mà phong tàn tầm 3 tấc rưỡi 4 tấc. Nó mini thì phong tàn cỡ 3 tấc rưỡi lên tới 4 tấc nó sẽ đẹp, mà mình đặc biệt nhất là mình phải vô từ chậu 3 nghe cô chú, chậu 3 nó sẽ hợp lệ hơn. Rồi cây này là cây số 10, em xin mượn phép giao lưu giá cô chú anh chị em 1.350.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Em cảm ơn cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi hết cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay. Kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống. Cô chú anh chị đi ngang thấy clip bên em hay, cái mặt em hài, em xin mỗi người một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam bên em, để em có những cái động lực mạnh mẽ hơn sưu tầm những mặt hàng độc lạ quá về giao lưu với cô chú anh chị. Em xin mến chào cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị trong clip ngày mai nữa nha.